Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ sáu ngày mùng 8 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Bực Trung Quốc Việt Nam quyết tâm kiện tình đồng chí anh em liền cướp, cướp nhau. Vâng các bạn đã chứng kiến trong thời gian vừa qua trên Biển Đông và đặc biệt là khu vực Bãi Tư Chính với việc Trung Quốc đã liên tục đưa tàu hộ tống và tàu thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 7. Và tới nay đã hơn 4 tháng nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục xúc tiến Vụ việc này, ngay sau khi tàu Hải Dương 8 quay trở về Trung Quốc thì họ đã điều chiếc tàu khác ra để tiếp tục thăm dò và khẳng định chủ quyền của họ trên vùng biển của Việt Nam. Trung Quốc và Việt Nam hiện nay đang đối đầu căng thẳng trên biển Đông, sự việc đang rất bế tắc và Việt Nam với tiềm lực quốc phòng yếu hơn Trung Quốc rất nhiều nên đã cân nhắc khả năng sẽ kiện Trung Quốc ra toàn quốc tế để đảm bảo và bảo vệ được chủ quyền của mình. Và đây là thông tin mới nhất mà báo chí quốc tế đã đăng tải tranh chấp Biển Đông, Việt Nam cân nhắc giải pháp đưa Trung Quốc ra tòa. Đây là hình ảnh tàu hải cảnh Trung Quốc ở trên và trực diện với tàu cảnh sát biển của Việt Nam ở Biển Đông, cách bờ biển Việt Nam 210 km. Việt Nam có thể cân nhắc hành động pháp lý để giải quyết vụ tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc trong khu vực đặc quyền kinh tế. Một quan chức cấp cao của Việt Nam cho biết hôm thứ Tư lên tiếng tại hội nghị ở Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nói Việt Nam sẽ ưu tiên chọn đàm phán nhưng nếu đàm phán không mang lại kết quả thì Việt Nam bắt buộc phải cân nhắc những sự lựa chọn khác. Một số nhà quan sát từ lâu đã hối thúc Việt Nam hãy đưa vụ tranh chấp với Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế. Và Trung Quốc đã dùng chiến lược gặm dần lãnh thổ của Việt Nam trên biển Đông và họ sử dụng đội tàu hải cảnh hùng hậu với trên 300 chiếc và những chiếc tàu thăm dò đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khẳng định chủ quyền của mình và trước sự hung hăng của Trung Quốc thì cảnh sát biển Việt Nam cũng như hải quân Việt Nam dường như bất lực. Và đây là những cái thông tin tiếp theo. Đây là hình ảnh giáo sư Tạ Văn Tài từng giảng dạy môn luật tại đại học Harvard cho biết ý kiến về giải pháp kiện Trung Quốc liên quan đến những hoạt động và động thái tại bãi Tư Chính. Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông âm mỉ từ lâu đã đột ngột leo thang vào từ tháng 7 năm 2019 khi Trung Quốc điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 cùng đoàn tàu hộ tống vào hoạt động trong vùng biển Trung quanh bãi tư chính của Việt Nam. Và những thông tin này chúng tôi cũng đã đăng tải trên những clip trước đây rất rõ ràng và cụ thể cũng như hành trình của những đội tàu này. Và ngay thời điểm này khi đội tàu Hải Dương 8 vừa rút đi thì Trung Quốc liền lập tức điều ngay đội tàu Hải Thạch Du 620 vào vùng sâu vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tiếp tục khẳng định chủ quyền đường chín đoạn của họ, tức là đường lưỡi bò của Trung Quốc trên biển Đông mà Bộ ngoại giao Trung Quốc cũng như chính phủ Trung Quốc đã công bố trong thời gian vừa qua đó là chủ quyền của họ. Và thông tin được uh, cho biết thêm như sau. Đây chính là hình ảnh của hải trình của chiếc tàu uh, Hải Dương Thạch Du 620 của Trung Quốc đang đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và có những điểm uh, cách uh, bờ biển Việt Nam chỉ có 65 km mà thôi. Và nếu chúng tôi để sát lại thì các bạn thấy rất rõ đường đi của chiếc tàu này. Đây là hình ảnh do nhà nghiên cứu Phạm Phạm Thắng Nam đã đưa ra với đề mục tin nóng quan trọng hiện nay từ Biển Đông. Ông nói, tàu Hải Dương Thạch Du 620 của Trung Quốc vừa đi qua vùng phân định trên biển tại vịnh Bắc Bộ và đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hiện chỉ cách bờ biển Việt Nam có 35,1 hải lý, có nghĩa là 65 km mà thôi. Như vậy là rất nghiêm trọng tàu Hải Dương Thạch Du 620 khởi hành từ cảng Makua trong vịnh Chiang Mai thuộc đảo Hải Nam vào lúc 17 giờ 48 phút ngày 25 tháng 10 năm 2019 tính theo giờ Việt Nam. Như vậy là sau khi Trung Quốc rút về tàu Hải Dương 8 thì Trung, uh, họ lại đều tiếp tục uh, tàu này để quay lại và Hải Dương Thạch Du 620 khởi hành đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam một uh, điều tra của ông nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam đã đưa ra điều đó. Con tàu này đi vòng qua phần phía bắc đảo này và sau đó đi xuống khu vực giàn khoan Hải Hải Dương 944 của Trung Quốc đang hạ đặt. Giàn khoan này nằm sát ngay mép phải của đường phân định trên biển, biển tại Vịnh Bắc Bộ. Trong thời gian di chuyển, tàu Hải Dương Thạch Su 620 luôn thay đổi AIS liên quan đến parameter, tức là thông số về ETA, tức là dự kiến thời gian đến đích. Sau đó, Hải Dương Thạch Xu 620 tiếp tục đi qua đường phân định trên biển tại Vịnh Bắc Bộ và tiến sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đường đi của con tàu rất sát bờ biển nước ta hiện hiện nay, tức là vào tính vào 3 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 11 năm 2019 giờ Việt Nam, tàu Hải Dương Thạch Xu 2620 đã ở ngang với vĩ tuyến 18 và chỉ cách bờ biển Việt Nam có 35,1 hải lý, có nghĩa là 65 km mà thôi vì như vậy là các bạn thấy rất rõ ràng rằng với cái đường đi của những chiếc tàu như thế này rất nguy hiểm và chính phủ Việt Nam chưa có biện pháp nào là có thể ngăn cản được cái sự xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam như vậy và Chủ tịch Tập Cẩm Bình vẫn muốn thực hiện giấc mộng Trung Hoa mà chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố và họ nói rằng sẽ bảo vệ bằng mọi giá lãnh thổ của họ trên Biển Đông trong đó có khu vực bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và thông tin tiếp theo được biết như sau. Đây là hình ảnh của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu dẫn đề tại hội thảo ngày 6 tháng 11 năm 2019 ở Hà Nội. Những động thái của Trung Quốc ra vào bãi tư chính như trốn không người, trong khi nơi này là khu vực mà luật pháp quốc tế công nhận là thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đã gây phấn nộ trong và ngoài nước, dẫn đến những phát biểu hiếm hoi của Bộ Ngoại giao Việt Nam và các quan chức cấp cao Việt Nam công khai phản đối các hành động có tính khiêu khích của Bắc Kinh để khẳng định chủ quyền trên Biển Đông. Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hải Trung rằng Việt Nam có thể phải nghĩ tới các lựa chọn khác ngoài đàm phán là phản ứng mới nhất thể hiện sự bất bình của Hà Nội trước toan tính của Trung Quốc muốn thâu tóm gần hết Biển Đông, biến vùng biển này thành ao nhà của họ. Để tiếp tục theo đuổi giấc mộng Trung Hoa mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình đã hồi sinh và quyết tâm thực hiện. Từ Hà Nội, Thứ trưởng Lê Hoài Trung liệt kê các giải pháp lựa chọn của Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng các biện pháp đó cùng tìm hiểu các tài liệu chứng minh nhờ hòa giải hàn gắn thương thuyết trọng tài và cả kiện tụng ông thứ trưởng này đã nói như vậy và tất nhiên để khởi kiện Trung Quốc Việt Nam cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng các tư liệu minh chứng cho chủ quyền của mình ở khu vực ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đây là hình ảnh của tòa án công lý quốc tế nơi Philippines và Trung Quốc đã có vụ kiện ở đó và cuối cùng chúng ta đã thấy là Trung, uh, Philippines đã thắng Giáo sư luật uh, Tạ Văn Tài của Đại học Harvard cho uh, lưu ý rằng muốn cơ, uh, có cơ may thắng kiện, trước hết cần thấu đáo các khía cạnh pháp lý của vấn đề. Ông nói trong các cuộc bàn luận ở uh, trong nước cũng như ở trên internet, ít ai phân biệt rõ được uh, vụ kiện về vùng nước với vụ kiện về đảo đá nó khác nhau như thế nào. Một mặt là kiện về đất đai, chủ quyền lãnh thổ; mặt khác là kiện về vùng biển và tùy trường hợp nào luật được áp dụng và tòa án thẩm quyền xử lý cũng khác đi. Giáo sư Tạ Minh Tài giải thích rõ hơn ở khía cạnh pháp lý của điểm khác biệt này. Nếu mà nói kiện về Hoàng Sa với các đảo Gạc Ma thì nó thuộc về chủ quyền lãnh thổ thì nó theo một quy chế khác hẳn, không phải là luật biển quốc tế nữa mà là luật quốc tế cổ truyền từ 400 năm nay về chiếm hữu, quản lý đất đai để xác lập chủ quyền của mình. Luật quốc tế chủ quyền thì do tòa án International ở La Hay, tức tòa án công lý quốc tế có thẩm quyền chứ không phải là tòa án luật biển, ông nói. Và một tiết lộ rất mới mà Việt Nam vừa đưa ra đó là họ đã gửi hồ sơ đăng ký cho vụ kiện này từ những năm 2009. Và thông tin chúng tôi xin tiếp đọc. Đây là hình ảnh của khi Philippines kiện Trung Quốc ở tòa trọng tài thường trực. Tòa luật biển năm 2016 phán rằng các đảo đá ở quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc nhận là của mình không phải là đảo, mà do đó không có đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, mà nó là lập luận của Trung Quốc để đưa ra yêu sách chủ quyền trùng lấp với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Giáo sư Tạ Văn Tài nói trước khi khởi hiện kiện, Việt Nam phải khẳng định rõ ràng mục đích vụ kiện, phải minh định rõ chủ quyền của Việt Nam mà Việt Nam muốn bảo lưu là quyền về dầu khí nằm trong thềm lục địa, nới rộng 350 hải lý ở khu vực phía Nam Biển Đông mà Việt Nam đã lập hồ sơ và đăng ký hợp lệ từ nhiều năm trước. Việt Nam và Malaysia đã gửi hồ sơ đăng ký riêng và chung từ đầu tháng 5 năm 2009 trước thời hạn mà Liên Hợp Quốc đặt ra như vậy rõ ràng chúng ta đã thấy rất rõ là Việt Nam cũng đã chuẩn bị cho cái việc này rồi nhưng mà không hiểu vì lý do gì cho đến thời điểm này thì Việt Nam vẫn chưa khởi kiện Trung Quốc và có lẽ thời điểm thời gian tới chúng ta sẽ rõ hơn về điều đó và Việt Nam có lợi thế là về thêm lục địa rất gần các khu vực trên biển đông và vùng đồng kinh tế mà Trung Quốc đang muốn xâm chiếm điều đó vì tính từ bờ biển Trung Quốc ra đó thì rất là xa và đây là hình ảnh về công ước Liên hợp quốc về luật biển UNCLOS. Theo công ước của Liên hợp quốc về luật biển UNCLOS, mỗi nước ven biển được hưởng một vùng đặc quyền kinh tế rộng tối đa là 200 hải lý tính từ đường cơ sở của nước đó. UNCLOS quy định thêm rằng nếu thềm lục địa của nước ven biển kéo dài ra xa hơn 200 hải lý thì nước đó có đặc quyền khai thác tài nguyên dưới đáy biển trong một vùng đặc uh, bên ngoài của 200 hải lý gọi là thềm lục địa mở rộng. Giáo sư Tạ Văn Tài khẳng định rằng trong tư cách là một nước cận duyên, Việt Nam có quyền chống mọi sự xâm phạm của các nước khác. Ông khuyên Việt Nam nên áp dụng luật nói dụng uh, nội dung về quyền chủ quyền, cho đúng. Và Trung Quốc đã đơn phương áp đặt các lệnh cấm đánh bắt cá trên vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và tuy nhiên cũng bị Việt Nam phản đối. Nhưng vụ kiện này sẽ rất phức tạp nên Trung, Việt Nam cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả những thông tin để đối diện với Trung Quốc và đây là hình ảnh Việt Nam bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở trên Biển Đông được đưa ra trong thời gian vừa qua. Theo giáo sư Tạ Văn Tài thì lần này nếu kiện đúng lúc theo luật tố tụng quốc tế thì bên cạnh chủ quyền về thềm lục địa, Việt Nam nên kiện luôn cả các quyền ở vùng đặc quyền kinh tế, cùng quyền giữ môi trường sinh thái biển như bảo tồn san hô, quyền của dân chài được mưu sinh bằng nghề đánh cá, tàu bè không bị tấn công, đâm chìm và không phải tuân lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đã đơn phương ban hành vào mỗi năm. Giáo sư Tài nói đây là một vụ tố tụng hết sức phức tạp, không có gì đảm bảo sẽ đi đến thắng lợi dễ dàng. Tuy vậy, điều phải làm ngay bây giờ theo ông là cấp tốc chuẩn bị để khi thời cơ đến thì sẽ có hồ sơ sẵn sàng. Ông đã nói như vậy. Và khi Việt Nam nộp đơn kiện Trung Quốc thì ít nhất về mặt chính trị và ngoại giao sẽ rất thuận lợi cho Việt Nam vào lúc này vì khi mà Trung Quốc chưa khởi kiện Việt Nam vì họ vẫn nói rằng đó là vùng đặc quyền kinh tế của họ, chủ quyền của họ. Nhưng nếu Việt Nam chậm chân thì có thể sẽ bất lợi. Và đây là tòa trọng tài thường trực quốc tế, nơi đã xử thắng cho Philippines khi khởi kiện Trung Quốc vào những năm 2016. Theo giáo sư Tạ Văn Tài đưa ra quan điểm, cứ nộp đơn kiện đi như là treo một cái bản án hay là bản tiền án trước cửa tòa án, nói rằng tôi có bằng chứng này, những điều tôi khuyến khiếu nại với tòa ở đây. Nhưng tòa công lý quốc tế không xử vì quy chế của tòa không xử, nhưng tôi có sự phàn nàn lớn lao. Đây này thì đấy là một biện pháp về mặt chính trị, ngoại giao, về tuyên truyền quốc tế có thể làm được, ông nói. Giáo sư Tạ Văn Tài nói, điều thuận lợi là đã có bản án năm 2016 của tòa án trọng tài quốc tế trao phần thắng cho Philippines làm tiền lệ thì không có lý do gì Việt Nam không có cơ may ít ra là ngang hàng với Philippines để có thể thắng kiện Trung Quốc. Như một trở ngại rất lớn uh, của Việt Nam hiện nay uh, với trên 90 triệu người dân là người đứng đầu của Đảng Cộng sản nước này, ông Nguyễn Phú Trọng là nhân vật rất bảo thủ và chỉ biết mỗi việc xây dựng Đảng của mình mà ít quan tâm đến mong muốn của người dân. Đặc biệt kể từ khi Trung Quốc đưa tàu thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 7 đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng không dám chỉ đích danh Trung Quốc là kẻ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu họ phải rút đi. Thậm chí còn ông còn lên giọng chỉ trích những người phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam trong thời gian vừa qua. Điều này đem đến sự hoài nghi trong dân chúng và ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không xứng đáng là chủ tịch nước. Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam nếu để mất chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc vào tay người đồng chí đến từ phương Bắc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ 6 ngày mùng 8 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Các bạn hãy bấm nút theo dõi Youtube của Thời báo chấm cũng như Facebook của Thời báo chấm Cảm ơn các bạn.